chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến tương lai của chế độ phụ thuộc vào hệ thống giáo dục mà chương trình giáo dục và sách giáo khoa lại phản lại nền tảng giáo dục của chế độ mà vẫn không thấy những người có trách nhiệm với chế độ động đại gì chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết từng bước từng bước thầm chúng đang thực hiện kế hoạch chót lọt bài viết của nguyễn trọng nghĩa trong khi quần chúng nhân dân nhìn thấy nhiều bất cập trong chương trình cải cách giáo dục và lên tiếng phản đối thì bộ giáo dục và các địa phương vẫn quyết liệt triển khai dù ngay cả người trong ngành giáo dục cũng thấy chương trình cải cách giáo dục này không ổn trong khi quần chúng phát hiện sách giáo khoa bị lỗi về kiến thức bị lỗi về nhận thức văn hóa xã hội chính trị và lên tiếng phản đối vậy mà bộ giáo dục vẫn lì lợm chỉ đạo triển khai bộ sách giáo khoa phản giáo dục thậm chí còn có cả yếu tố xét lại lịch sử phản động. Trong khi những học sinh là con em của quần chúng đang phải học theo chương trình giáo dục và sách giáo khoa bị phụ huynh của chúng phản đối thì chính quyền đảng vẫn im lặng không nói gì. Trong khi tương lai của chế độ phụ thuộc vào hệ thống giáo dục mà chương trình giáo dục và sách giáo khoa lại phản lại nền tảng giáo dục của chế độ mà vẫn không thấy những người có trách nhiệm với chế độ động đại gì trong khi hai thằng phản động phản đảng được bộ giáo dục phân công biên soạn sách giáo khoa và chương trình giáo dục thì chẳng ai làm trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng mảy may nghi ngờ sản phẩm của chúng mặc kệ chúng triển khai phá hoại từng bước từng bước thầm chúng đang thực hiện kế hoạch chót lọt